Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc nằm ở sườn đông của dãy Tam Đảo. Đây là thiền viện đầu tiên và duy nhất ở Thái Nguyên thực hành theo đường lối thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ thứ 13. Thiền phái đã tạo nên một thời đại vàng son nhất của dân tộc ta trên nhiều lĩnh vực có tầm cỡ lịch sử vĩ đại, vượt cả không gian và thời gian. Ngoài dòng thiền Trúc Lâm thì bạn có thể tìm hiểu lịch sử của Thiên Tây Trúc từ ngôi chùa ra đời từ thời nhà Mạc đến sự phát tích của di tích Lán Than đang nằm trọn vẹn trong khuôn viên thiền viện. Những giai thoại về giếng ngọc chảy ra gạo cũng là một sự thú vị không thể bỏ qua. Đến Trúc Lâm Tây Trúc, bạn sẽ được ngắm cảnh sắc thiên nhiên, sơn kỳ, thủy tú, hùng vĩ thanh bình và cảm nhận vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc ở bốn mùa mây gió. Đặc biệt, Trúc Lâm Tây Trúc là chốn thiền môn thanh tịnh, là nơi có thể giúp cho những người muốn tìm lại bản ngã trong mình sau những ồn ào tất bật nơi đô thị. Những vị khách muốn ở lại có thể tham gia khóa tu tập ngắn ngày. Họ sẽ được thực hành nếp sinh hoạt thiền môn của thiền viện. Trong đạo Phật, đạo giác ngộ có rất nhiều pháp môn tu, đặc biệt là pháp môn chính mà Đức Phật đã thực hành, đó là pháp môn thiền. Cho nên khi mà thiền thì giúp cho tất cả chúng ta cái tâm bất an trở thành an định. Cho nên trong nhà thiền thường gọi là dùng pháp là an tâm, tức là khi tâm của chúng ta an thì luôn luôn là cái niềm vui nó có ở trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta an vui hơn. Vì thế ở vào cái thời buổi hiện đại, mọi cái việc đời luôn luôn là cuốn nhân, thì khi trở về đây chúng ta sống với thiên nhiên và chúng ta ngồi trở lại và mọi người cố gắng thực tập theo sự hướng dẫn của quý thầy thì chắc sẽ đạt cái niềm vui ở trong tâm hồn của họ, mà có lẽ rằng chỉ người thực hành mới biết. Cho nên những người về đây thì ít nhiều cũng thực tập được thiền. Đối với em thì em cảm thấy là đặc sản của Tây Trúc đó chính là sự bình yên. Đối với cái sự bình yên này, nó không chỉ giúp cho em mà giúp cho rất nhiều các bạn khác là trạc lứa tuổi của em trở về với bản thân này, trở về với cái nội tại trong mình, là tránh xa mọi xô bồ. Thì ngoài việc được học thêm kinh Phật, học mà thêm các điều về nhân quả, rồi học thêm sự từ bi, sự lòng nhân ái, sự biết ơn, thì em còn được biết tới tình huynh đệ gắn kết ở đây, là mọi người rất là hỗ trợ nhau và mọi người cũng thương yêu nhau như anh em một nhà, mặc dù là chỉ vừa mới gặp một hai lần. Ai đến thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc, âu cũng có nhân duyên để nhìn lại và định hướng trong cuộc hành trình tìm về cội nguồn, về lẽ sống của chính bản thân mình. Và khi có thể hiểu rõ giá trị của quá khứ, của bản thân, thì bạn mới biết cách an vui với hiện tại và hoạch định ra một tương lai mới.